Từ sáng sớm tại nơi đăng ký thủ tục khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 của xã Hòa Nhơn, hàng trăm nam thanh niên có giấy gọi khám tuyển đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Qua hai vòng tuyển chọn, xã Hòa Nhơn có 161 nam công dân đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2023. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cơ sở, đa dạng hóa các hình thức truyền thông để thanh niên nằm trong diện tuổi ý thức được quyền và nghĩa vụ công dân của mình, nên tỷ lệ thanh niên nhận lệnh tập trung về xã khám sức khỏe khá cao. Cái công tác đầu tiên là công tác nắm cái thực lực của thanh niên trong cái độ tuổi mà không nghĩa vụ quân sự. Đó là cũng có qua hơn 3 buổi họp để mình rà soát, mình xét cho nó đúng cái đối tượng để lên đường. Và cái công tác này là chi bộ ban giao thông mặt trận có đoàn thể là nắm rất là kỹ và lòng rất là rõ ràng. Xét từ thôn, sau đó là lên hội đồng nghĩa vụ xã xét lần nữa, rồi tiếp tục thực hiện cái công tác sơ tuyển, rồi đến khám tuyển. Đặc biệt trong lần khám tuyển này, có rất nhiều bạn trẻ viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và vui mừng khi được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Hiện tại cũng rất là vui khi được trúng tuyển. Cách đây trước khi ngày lên để khám sức khỏe thì em đã có viết một đơn là đơn tình nguyện viên. Thì viết đơn đó với lý do là em cũng đi để rèn luyện về sức khỏe thân hình cũng như bản thân để cố gắng vượt trội trong 2 năm tới. Nét mới trong công tác tuyển quân năm nay của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Hòa Nhơn là tổ chức tặng hoa và quà cho nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ngay tại khu vực trả kết quả. Động thái này là nhằm động viên khích lệ tinh thần cho các bạn trẻ trước khi lên đường lập tròn trách nhiệm của người công dân đối với quê hương, đất nước.